Nhận định bóng đá Arsenal với Crystal Palace, 3 giờ ngày 15 tháng 1, vòng 18 ngoại hạng Anh. Arsenal sẽ có cuộc tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà trong trận đấu tại vòng 18 ngoại hạng Anh. Với chuỗi trận thăng hoa gần đây, đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta đang rất quyết tâm hướng đến một chiến thắng. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bốn trận đối đầu liên tiếp, Arsenal không thắng nổi Crystal Palace. Đêm nay, pháo thủ đặt mục tiêu chấm dứt chuỗi ngày bị Crystal Palace ngáng chân, đồng thời kéo dài chuỗi chiến thắng liên tiếp tại Premier League lên con số 4. Chiến thắng ở trận đấu hôm nay có ý nghĩa vô cùng hệ trọng với Arsenal vì ba lý do sau. Thứ nhất, họ đang thăng hoa trở lại sau chuỗi ngày xứng đáng coi là thảm họa trong lịch sử đội bóng. Trước khi thắng liên tiếp 3 trận trước Chelsea, Brighton và mới nhất là West Brom, Arsenal đã gây thất vọng cực độ khi trải qua 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Càng thảm thương hơn nữa khi câu lạc bộ từng được Mỹ điều gọi là khẩu thần công lại chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn trong chuỗi trận này. Cũng chính vì vậy Arsenal cần tiếp tục thắng để giữ mạch cảm hứng đang tuôn trào. Thứ hai, họ không thể tiếp tục bị Crystal Palace ngáng chân thêm nữa. Arsenal đã trải qua 4 trận đối đầu liên tiếp tại Premier League không thắng nổi Crystal Palace. Chưa bao giờ trong lịch sử, pháo thủ mất tới 4 trận đối đầu mà không thắng được Crystal Palace trận nào. Cuối cùng, nếu thắng Crystal Palace, Arsenal sẽ chạm mốc thắng 4 trận Premier League liên tiếp và đây sẽ là chuỗi trận thắng liên tiếp dài nhất mà huấn luyện viên Mikel Arteta từng tạo ra kể từ khi tiếp quản Arsenal. Dù chưa phải là thành tích to lớn gì nhưng chí ít thì cột mốc này cũng mang tính chất động viên cho những nỗ lực vực Arsenal đứng dậy của Arteta. Động lực đã quá rõ ràng, bây giờ nói tới khả năng giành 3 điểm của pháo thủ. Sau khi trải qua chuỗi ngày khô hạn bàn thắng, Arsenal đã ghi 8 bàn thắng trong 3 trận Premier League gần đây và nó mang dấu ấn của hai cá nhân, ngôi sao trẻ Bukayo Saka và tiền đạo Alexander Lacazette. Nếu Saka tiếp tục ghi bàn hoặc kiến tạo ở trận đấu này, anh sẽ trở thành cầu thủ U19 đầu tiên sau 14 năm ghi bàn hoặc kiến tạo trong 4 trận Premier League liên tiếp. Ngôi sao trẻ gần nhất làm được điều này cũng chính là một thành viên của Arsenal, Cesc Fabregas năm 2007. Trong khi đó, Lacazette 3 trận gần đây ghi tới 4 bàn thắng, số pha lập công thậm chí còn nhiều hơn cả 15 vòng Premier League trước đó cộng lại. Với cá nhân Lacazette thì việc tiếp tục nổ súng ở trận đấu này cũng sẽ tạo nên một cột mốc đáng nhớ. Lần đầu tiên anh ghi bàn trong 4 trận liên tiếp tại Premier League, người hâm mộ Arsenal cũng đồng thời hy vọng rằng nguồn năng lượng được Saka và Lacazette tạo ra sẽ lan tỏa tới cả Pierre-Emerick Aubameyang, giúp tiền đạo đội trưởng của Arsenal tìm lại bản năng sát thủ. Aubameyang đang trải qua một mùa bóng tồi tệ khi đã thi đấu tới 1.348 phút tại Premier League mùa này mà mới ghi được 3 bàn thắng. Niềm tin của Arsenal càng được củng cố thêm phần nào khi Crystal Palace vốn không phải hình mẫu một đội khách khó chịu. Trong 12 trận sân khách gần nhất tại Premier League, Crystal Palace chỉ thắng 3 trận. Họ thua tới 8 trận trong số này và điều đặc biệt là cả 8 trận thua đó Crystal Palace đều không ghi bàn. Dự đoán 3-1.